ngay lập tức thì quyền phát bóng đã lại thuộc về Bình Điền Long An. Thêm một pha đỡ bước một có vấn đề nữa. Những tình huống phát bóng của VTV Bình Điền Long An thường hướng tới vị trí của libero Minh Thanh bên phía Hóa chất Đức Giang Hà Nội. Và từ đầu trận tới giờ thì số 13 của Hóa chất Đức Giang Hà Nội phía Bình Điền Long An. Bình Điền Long An nâng tỷ số lên 9-6. Chạm vào chắn của sẽ đưa ra Hà Nội đi ra ngoài. Cách này thực sự là quá khó để Hóa chất Đức Giang Hà Nội. Tình huống đập bóng hơi với của số 7 Mỹ Duyên nhưng vẫn mang về điểm số cho VTV Bình Điền Long An. Lúc này thì người chơi ở vị trí chuyền 2 của Bình Điền Long An đó là số 17 Ngọc Trâm. Tình huống đập bóng tốt. Bình Điền Long An nâng tỷ số lên 5-3. Rất tốt, đó là Mỹ Duyên. Chụp thời cơ nhanh của Mỹ Duyên. Bên phía VTV Bình Điền Long An, có lẽ Mỹ Duyên là vận động viên thi đấu tốt nhất ở trận đấu này. Đội hình xáo trộn liên tục và không có được một cự ly hợp lý đã khiến cho người đàn công thương thi đấu. Mười tám mười bảy cho VTV Bình Điền Long An. Lần thứ hai họ dẫn trước ngân hàng công thương. Bóng chạm chắn và hàng sau đã thiếu sự hỗ trợ.
dứt điểm thành công của Mỹ Xuyên. Có thể thấy là ngoại hình nhang nhác khá giống với người chị Kim Thanh. Họ đều là những vận động viên rất xinh đẹp. Kim Thanh, chị của Mỹ Duyên thì đã từng. Tuy nhiên thì Thu Hoài đã tạm được rút ra. Pha đập bóng chuyền chắn, hàng chắn của Ngân hàng Công Thương vừa rồi đã gần như không có phản ứng. Họ không hề có chút bật chắn nào cả. Cắm 13-19. Mỹ Tiên xử lý bước 1 và như vậy đó là pha kết thúc dự lưới thành công của số 10 bên phía VTV Bình Định Long An, Đặng Thị Mỹ Xuyên.